À, thì hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha, tháp hợp mới bên mình là TBA 316D2 live stream DSP lập trình chống hú ha. Đây là mẫu bo mạch đây. Đối với những cái mẫu bo mạch mới bên mình là đều có chống hú đầy đủ hết ha. Đây. Von Eco. Eco đây là lập trình ha, lập trình thì tiếng của nó là gần như tiếng revert, chút xíu mình sẽ test cho các anh em xem. Có mid bass, mid chép ha. Guitar Von mic 1, mic 2, hai cổng guitar, hai cổng micro, power led ha, nguồn xung 220 ha. Ok. Này bên này là khói livestream ha, livestream AUX cổng kết nối với TV ha, Bluetooth đầy đủ hết. Rồi, thì bên trong đây bo mạch đây là bo mạch có nguồn xung, thì ở đây nguồn xung dùng nguồn xung cỡ lớn ha. Công suất lớn thì cho phép mình chạy điện 220 độc lập ha, mà không sợ bị hật lo ha. Nếu mình sử dụng bình thì cái nguồn xung này có chức năng dùng để sạc bình. Ok chưa? Đây bên trong bo mạch đây, bên trong bo mạch phần mặt dưới của bo mạch này. Này là ngõ cấp led nháy theo nhạc này ha, công tắc ở trên này để kết nối rồi này ha, công tắc led này. Rồi, ngõ lắp bình đây. Ok. Ngõ lắp loa ha. Ngõ ra loa mình chia ra. Đây mình đang test ba loa ha, test ba loa. Rồi đây là phần lắp micro không dây. Đây. Ok chưa? Rồi thì ở đây ngõ micro 5V cho phép mình lắp với mic 5V hoặc 8V đều được. Ở đây mình đang lắp với mic 8V này ha. Thu mic 8V này. Rồi, thì đây mình đang test trên cái mic 550. Bên mình bán 550 ha. Mic xịn nè ha. Mic thân nhôm nè ha, nhôm toàn sơ thân. Có set tần số và chỉnh âm lượng ha, bên trong tai mic pro ha, mic đầu tu tốt ha. Mic đôi ha. Đây mình đỡ một tay đã test thôi ha. Rồi. Thì bên trong ba mạch còn nữa nè. Mình quay bên trong nè. Đây là IC TBE 16D2 dưới miếng nhôm tản nhiệt lớn ha. Đây là khói livestream. Ok chưa? Đây mình đang test trên cái lò bóng tắt ha. Một cái chép 350, một cái chung. Đối với bo mạch TBE 16D2 công suất thực là 150W ha. Đối với bộ mạch này là công suất thực ở đây là mở ra 150W ha. Thì cho phép chạy lo 4 tắc đơn hoặc là 3 tắc đôi. Đối với 4 tắc đơn thì cho phép chạy chép 350, đối với 3 tắc đôi thì cho phép chạy 2 chép 250, hai loại chung ha. Đây mình đã quay đang lắp vô cho bo mạch, ok chưa? Thì đối với bo mạch thế hệ mới bên mình đều có chống hú ha. Chống hú thì nó bảo vệ được cái thiết bị, chép không sợ bị cháy này ha, loại chung cũng không sợ bị cháy, bát không sợ bị nhão. Và cái điều đặc biệt là bo mạch sẽ không sợ bị cháy ha, bị hư. À, thì khi mà chống hú mình cho phép mình ngồi trước thùng lo mình ca mà không sợ hú rít, cái đó, điều đó là điều cực kỳ quan trọng trong cho lo kéo ha. Ok, thì ở đây mình sẽ tiến hành test cái phần chống hú trước ha, test phần tiếng micro và chống hú coi thử tiếng micro nó có mượt như mình nói hay không ha. Tiếng micro ở đây là echo, là lập trình ha, gần giống như tiếng reverb. Ok chưa? Đây thì ở đây là nó có chống hú này. Đó, thì nếu mà không có chống hú thì dí vô chép lô chép không bao giờ được đâu. Đó. Đó, thì mình chỉ thẳng vô lô chép này, nó có tiếng kêu kêu rít rít. Đó là tiếng chống hú đó. Còn nếu mà không có chống hú thì không thở ha, đưa vô một cái rít cái tắt nguồn ngay. Đó, mình thử tiếng test tiếng micro ha. 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 7 8. Ok, thì đây mình giảm mà cô xuống, các anh em xem cái tiếng nó sẽ gần như giống tiếng reverb ha. Đây tăng chép lên, giảm bass lên xíu ha, có mic bass mic chép. 1 2 6 6 6. À, mình tăng cô lên chút. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 9 10. Ok chưa? Mượt chưa? Rồi, tiếp tục mình sẽ test phần nhạc xem.
đánh cần với cái lò bát 4 tấc con 51 hay không ha. Đây. Đối với cái mẫu mạch thế hệ mới T3 này, tiếng cho âm thanh cực tốt ha. Đây, test cho các anh em xem. Từng em vừa bơ bơ mạnh cần một hệ tiêu hóa khỏe, men ống vi sinh Enterogermina giúp đỡ cho người lớn điều trị và phòng ngừa rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột cấp dùng. Cực mạnh ha, âm thanh cực nét ha, có chống hú ha, cây gần lo không sợ bị hú ha, DB reverb chống hú ha, ok. Đây, kết thúc rồi, video rồi.